Sao con My nó chia tay ông? Thì tôi cũng làm theo như lời bà đó. Bà nói với tôi là tâm lý của người con gái phải thích lãng mạn. Ờ. Phải thích gớt mật vào tay đúng không? Ờ. Tôi cũng làm giống bà đó. Bữa tôi với My đi công viên, cái My chớp mắt thì họ hỏi tôi: anh, cuộc đời anh có gì thay đổi khi có em bên cạnh anh không? Trời ơi, nổi da gà hết trơn với ông rồi nè. Bà biết tôi trả lời sao không? Em, cuộc đời của anh, lúc anh bỏ học cũng có em là người kề cận bên anh. Cảm động quá. Lúc anh thất nghiệp cũng có em là người kề cận bên anh. Trời ơi, nó tốt quá vậy. Lúc anh buồn bã thì cũng có em là người kề cận bên anh. Trời, yêu nhau như vậy. Nhưng mà khi xa em, anh mới phát hiện ra được một điều rất là giản dị. Điều gì? Ở gần em anh xui quá. Ở trời đất ơi, trời ơi. Ông nghĩ sao là ông nói với nó là cuộc đời ông đen đủi khi gặp nó hả? Thì tôi thiệt tình mà. Hên là nó tán ông nha. Gặp tôi nắm đầu tôi lên gói, tôi quăng ông ra chợ Bà Chiểu rồi đó. Ông không bao giờ ông rút được cái kinh nghiệm nào của ông hết trơn á. Ông còn nhớ vụ con Thi không? Nhắc cái vụ con Thi tôi mới nhớ á. Bữa tôi có viết cho con Thi một lá thơ. Không biết nó xem xong rồi sao. Rồi tự nhiên tôi gọi điện thoại không bắt máy luôn. Nhắn tin ông trả lời luôn á. Rồi ông có nhớ là ông viết cái gì không? Sao không nhớ? Tôi đọc cho bà nghe nha. Từ ngày em đi, chim chóc cũng không còn bay về nơi ấy nữa. Con chim cú cũng không còn bay về vì vắng đi mái tóc suốt ngày rối bù như cái ổ cú của em. Con chim chích chòe cũng không còn bạn để muôn dưa leo bán dưa chuột. Các loài vẹt thì mất đi một người bạn ăn mặc lòe loẹt bốn màu như cái màn hình tương phản của em. Tôi lại ông. Nó không xé đôi người ông ra là may cho ông lắm rồi đó. Người ta viết thư lãng mạn, người ta nên viết là những cái lời đẹp đẽ, những cái lời mà mỹ miều nhất. Ông nghĩ sao ông toàn đưa ra những cái mà cái xấu nhất trong người nó mà ông đưa ra, ông viết nguyên lá thư ông gửi cho nó. Biết đâu, thì tôi thiệt tình mà, có sao nói vậy người ơi. Gần đây nhất là vụ con Vi nè. Ha, ngộ hen, tôi để ý nha. Ông quen bạn gái á, Ly, Thi, Vi, My. Y không à? Đứa nào cũng đi hết. Kỳ ta. Giờ ông quen bạn gái tên chữ khác đi. Chữ gì? Bà cho tôi chút ý kiến đi. Thì ông quen dần A đi. Không được. Sao không được? Đi, y là đi phải không? Dần A nữa là đi xa luôn á. Đi xa vậy thì dần ai đi? Hải, Mai. Không được luôn. Ai, Mai rồi chia tay. Trời ơi, tôi mệt ông quá bây giờ nè. Quay về vụ con Vi. Nhắc vụ Vi tôi mới nhớ á. Bữa đó nhà Vi có chuyện buồn. Tôi định qua, tôi lợi dụng cơ hội để tôi an ủi Vi, đặng lấy tình cảm với Vi. Rồi sao? Mới phát pháo đầu tiên là nó lép rồi. Ủa sao vậy? Tôi nói như vậy nè. Thôi Vi à, em đừng buồn, vì các cụ có câu. Ủa, tôi thấy bình thường mà, có gì đâu lép. Nhưng mà tại bữa đó tôi run quá, tôi liếu lưỡi, tôi nói lộn. Ông lộn sao? Thay vì người ta nói là các cụ có câu, mà tôi nói là các cậu có. Ê, thôi. Mình đã hiểu tại sao bạn ế rồi đó.